115 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sổ ngay một con xe gọi là hàng thuốc chuột. Lời đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất với tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc chị đạo gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhất. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước cái sự màn hình đây là một con xe độc lạ và cực kỳ là hiếm thì mấy anh em hay mua xe gọi hàng cọp là gọi là hàng chất, còn đây em gọi là hàng thuốc chuột, gọi là hàng độc hại. Tên em nói là Honda CRV, sản xuất năm 1982, đăng ký là 5 chỗ ngồi mà rộng như là 7 chỗ, phiên bản là 2 cầu, máy xăng. Và điều sensor là em nó là số tự động nha quý anh chị. Cái xe này nhìn em nó rất là phong dáng, nhìn rất là xịn sò, rất là xinh xắn. Và em nó sở hữu nguyên một dàn nước sơn zin coi như là 90%. Nếu mà đã gọi về nước sơn zin 90% thì quý anh chị khỏi phải suy nghĩ về keo và sùng chỉ ha. Đây, Honda CRV rồi, anh chào. Sản xuất 1982 nha cô chú anh chị. Đây, em nhấn mạnh là sản xuất năm 1982. Cái xe này quay lên thì có nhiều anh chị kêu là có bị nói lộn không? Dạ không ạ, đây là sản xuất năm 1982 Honda CRV với dàn nội thất xịn sò. Riêng của em thì em nó sở hữu một dàn ghế nỉ nhìn rất là xịn sò và xinh xắn. Xe này hỗ trợ là hai túi khí nha, các kiểu con đà điểu nha quý anh chị. Đây, túi khí nè, như thế nào, tắp bi tắp lô nè, keo chỉ nè, căng đét đèn đẹp luôn. Đây, như thế nào, chân thì chân nỉ. Nói chung dàn nội thất con xe này thì quý anh chị không thể gì mà bàn cãi được. Còn kèo cột trụ A trụ B thì em chỉ nói là sơn zin là 90% thì quý anh chị hình dung ra chiếc xe rồi nha. Chiếc xe này rất là độc hại và là đó, xe này còn đóng rất là chắc nha anh chị nha. Mọi thứ thì không thể gì mà chơi được, tắp bi tắp lô nhìn rất là xịn sò xinh xắn luôn. Đây, đây, dàn nội thất là nhìn rất là ghiền rồi nha anh chị, ghế nỉ nha anh chị. Đây, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Gầm bệ con xe này thì khỏi suy nghĩ luôn. Đây anh chị, gầm từ bao luôn, vậy thôi. Đây, quá đẹp luôn. Phiên bản 2 cầu đủ nha anh chị nha. Xe này phiên bản số tự động 2 cầu đủ nha anh chị. Đó, vỏ bánh của em nó thì em còn được coi như là 70-80%, 80-90% luôn. Xe này bánh gai rất dài, em nó sở hữu một cặp ga lăng rất là xinh xắn và xịn sò. Ở bên này là cánh cửa hệ thống ở bên tài nha anh chị. Cái này nó hơi vướng cái xe này. Nói chung là keo chỉ không mất một phân thì anh chị hiểu rồi, rất đẹp, bao đẹp luôn. Bước vào hệ thống bên trong của xe này thì phiên bản là số tự động anh chị ha, B, em đang để B. Với phiên bản cần số này thì rất là khó chạy hơn những cái xe bình thường khác. Nếu cô chú anh chị nào từng chạy Ford E-Cab rồi những cái dòng xe số tay thì anh chị sẽ cảm nhận được ha. Đây, túi khí của em đó anh chị ha, nhìn rất là ngon là cành đào luôn, không có gì mà chê được. Gương hậu chỉnh điện, nói chung con xe này mọi chức năng là xài bằng điện hết. Đây, gương mà bấm nó rất là ok, tắp bi tắp lô rồi ngon lành cành đào, trần trần mỹ. Trời ơi, cái dàn trần nội thất anh chị nhìn anh chị không tin được, rất đẹp anh chị. Xe hỗ trợ một màn hình Android, một camera lùi, nhạc dập sập sinh, các kiểu con đà điểu anh chị ha. Máy lạnh thì anh chị khỏi phải sử dụng, này sâu như Đà Lạt luôn, lạnh tê tái, lạnh banh giá luôn. Đó, vậy ha. Xe này thì anh chị lấy thì bên em sẽ sang tên ủy quyền cho anh chị đều được nha. Đây, với một hệ thống khoang máy dung tích xi lanh là máy xăng, hệ thống là phun xăng điện tử thì con xe này là 2.2 nha quý anh chị. Máy móc rất khô ráo và sạch sẽ, máy nổ rất êm và rất là thì thầm. Đây quý anh chị thấy em đặt cái chai nước mà cái độ rung của chai nước thì anh chị cảm nhận được là cái máy nó như thế nào hả, nó êm như thế nào hả, anh chị thấy không? Quá ok chưa? Đây, cảm nhận được từ giờ trên cái chai nước là mình sẽ thấy cái tiếng máy của nó êm như thế nào. Tất cả hệ thống của em nó là sùng chỉ không mất một tí nào hết. Nắp capo nè, nó nói là kem chỉ căng đét, tem ok hết. Dòng này là hệ thống là full xăng điện tử luôn nha quý anh chị. Đây, máy móc là mở cho anh chị xem luôn. Hơi hám là em bao anh chị luôn. Ta nói là không có hơi đổ tí nào luôn. Đây anh chị nè, ok cho quý anh chị. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn ha. Với số tiền là 115 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sổ ngay một chiếc xe Honda CRV sản xuất năm 1982, đăng ký là 5 chỗ ngồi không hết niên hạn này. Sơn zin 90%, hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm của em nó còn tới ngày tháng 5 năm 2024 mới hết hiệu lực nha cô chú anh chị. À,
với một cái khoang chớp ở đằng sau này á, thì anh chị thấy cũng đang mình đi chở đồ cũng khá khá nha anh chị nha. Đây em nói xài chớp là cấp mở điện vậy thôi. Một khoang chớp này rất là rộng rãi, tha hồ cho cô chú anh chị chạy chở mấy cái đồ lặt vặt ha, mấy khoang, mấy mài, mấy tục, mấy cắt gì bỏ còn gọn này là bao đẹp cho cuộc tình luôn. Là keo chỉ là tao nói nè, xe này em dám khẳng định với anh chị tìm được chiếc thứ hai là mới là ghê á. Rất là liền lạc nha anh chị nha, rất là liền lạc và hàng rất là độc hại luôn, có phiên bản xuất tự động anh chị ha. Nào vậy ha, đó, quá đẹp luôn, không thể gì bằng chạy, không thể gì mà chơi được. Với số tiền chỉ 115 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay một cái xe form dáng nhìn rất là xịn sò, rất là xinh xắn đó anh chị ha. Đó, anh chị nào thiện chí con xe này thì xin mua lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0968 22220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.